Rồi ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Lại là Hoa Shop mình đây. Rồi thì hôm nay mình sẽ test và review cho các bạn một vài mẫu hiện tại với mình nhé. Cái này thì trong tương lai tới mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn một sơ một vài mẫu như vậy thôi. Rồi thì như các bạn có thể thấy nhé, mình đã để riêng hai làn rồi đó. Thì bút thì thông thường nó sẽ chia làm hai loại, một loại thì để chuyên viết chữ, một loại thì chuyên vẽ tranh. Thì ở đây các bạn nhìn, các bạn có thể thấy ngay là cây bên này, những qua cái bút bên này thì chuyên để viết chữ nha các bạn nhé, nó sẽ đẹp hơn cho phần viết chữ. Còn những cái phần bên này thì chuyên để vẽ tranh, bên này sẽ vẽ tranh, nó chuyên vẽ tranh nó đẹp hơn. Rồi bên này thì là cái bút đi nét thôi, cái này thì nó sẽ có hai mẫu để hỗ trợ các bạn, mẫu này sẽ hỗ trợ các bạn thay da nhanh hơn thôi. Còn bây giờ bút thì viết bây giờ thì tại nó đã không còn nóng tay nữa, nó chỉ là mắm thôi. Cây này thì nó sẽ để chuyên chúng ta viết thư pháp, vẽ tranh, viết chữ thì tùy chúng ta, tại vì cây này thì nó sẽ không có một cái gì ở đây cả, nhìn nó sẽ chống trải cho các bạn dễ viết, dễ quan sát cái nét chúng ta đi hơn. Rồi ok, về phần bút tô mẻ thì nó sẽ có nhiều loại nhé. Cái này thì thực chất là nó sẽ các bạn cứ căn chỉnh sao cho nó phù hợp với cái công việc của các bạn thôi. Tại vì nhiều bạn viết quen cái này nhưng không viết quen cái kia, nên là mục đích của mình thì mình sẽ review thôi. Còn các bạn sử dụng quen cái này thì các bạn sử dụng thôi. Còn thực chất mà nói ra thì tất cả những cái bút này các bạn viết tranh, viết thư pháp hay vẽ, viết chữ đều được hết nhé. Mình nói đều được viết được hết. Khi các bạn đã quen tay rồi thì đều viết được hết, không quan trọng là cây nào cả. Rồi, về phần bên vẽ tranh thì mình cũng đã làm rất là nhiều loại luôn. Ở đây thì nó sẽ có những cái đầu bút dạng như vậy. Cái này thì làm dạng một ly. Cho các bạn chuyên để viết tranh vẽ chữ luôn đấy, tùy các bạn, mỗi người các bạn sử dụng thôi. Cái này thì các bạn phản hồi là viết một cái nét này thì nó dễ bị cong ngòi, nên là mình đã làm thêm các loại này cho các bạn. Khi các bạn viết thì nó sẽ không bị có ấn, nó sẽ không bị cong ngòi nữa. Rồi ok, tiếp theo tới thì sẽ là các loại này. Loại này sẽ là 2 ly thì tùy chúng ta thôi. Như mình đã nói, tùy nhu cầu các bạn, mỗi các bạn sử dụng thôi. Thì đây sẽ là 1 ly. Đây, cái này sẽ là 1 ly. Cái này sẽ là 2 ly. Rồi, cái này sẽ là 3 ly. Cái này sẽ là 4 ly. Và cái này sẽ là 6 ly. Đó thì tùy nhu cầu của các bạn sử dụng thì các bạn có thể tự căn chỉnh cái cây bút nào nó phù hợp với các bạn. Còn như mình đã nói rồi đó, cây nào thì các bạn cũng có thể sử dụng vẽ tranh, viết thư pháp, viết chữ hết nhé, nó không quan trọng. Rồi ok, clip ở đây mình sẽ dừng ở đây thôi. Trong tương lai mình sẽ cập nhật thêm một số clip về review thêm một số loại bút khác cho các bạn nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình sẽ review một số mẫu như vậy cho các bạn lựa thôi. Rồi, có bất kỳ thêm thắc mắc nào thêm về những cái loại bút hoặc là câu hỏi nào thì các bạn có thể comment trực tiếp trên dưới clip luôn. Mình sẽ tiến hành giải đáp và tư vấn các bạn. Không thì các bạn cũng có thể gọi điện thoại cho mình trực tiếp theo cái số hotline trên đây. Các bạn Zalo thì tùy các bạn cũng được, sao cũng được cả. Các bạn cần nhanh thì các bạn cứ gọi trực tiếp cho mình để mình tư vấn cho các bạn nhé. Rồi, còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.